Tứ gia vọng tộc nổi tiếng về khoa bảng đất Kinh Bắc. Đất Kinh Bắc xưa là nơi giang sơn tụ khí, là vùng đất khoa bảng sản sinh ra nhiều nhân tài của nước Việt. Chẳng thế mà vùng Kinh Bắc vẫn lưu truyền câu phương ngôn: một giỏ ông đồ, một bồ ông cống, một đống tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bảng nhãn. Kinh Bắc chính là vùng đất đứng đầu cả nước về số người đỗ đại khoa, chiếm gần 1/4 tổng số tiến sĩ cả nước, cùng một loạt những kỷ lục như trạng nguyên khai khoa, trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam năm 1075, Lê Văn Thình. Một làng có đủ tam khôi, ba danh hiệu cao nhất trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa là làng Tam Sơn. Tiến sĩ trẻ thứ nhì mới chỉ 15 tuổi là Nguyễn Nhân Thiếp, chỉ sau một ông trạng rất nổi tiếng là Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên lúc 13 tuổi. Có nhà năm anh em ruột đỗ tiến sĩ, có dòng họ 13 đời liên tục đều có người đỗ tiến sĩ. Trong 845 năm khoa bảng từ năm 1075 đến năm 1919 của xứ Kinh Bắc thì Bắc Ninh nổi tiếng là chiếc nôi khoa bảng. Trong văn miếu ở Bắc Ninh có 15 tấm bia đá, trong đó có 12 tấm kim bảng lưu phương được dựng năm 1889, lưu danh 677 vị đại khoa quê vùng Kinh Bắc. Tại Bắc Ninh thì nổi tiếng nhất là huyện Đông Ngàn. Theo thống kê sơ bộ của các sử sách cổ, huyện này có từ 130 đến 138 vị đỗ đại khoa, chưa kể thời Nguyễn, gần ngang với số người đỗ đạt của Nghệ An và Thanh Hóa. Vì vậy, sách Bắc Ninh Tỉnh Chí đã phải viết: nền văn hiến ở Phủ Từ Sơn từ xưa có huyện Đông Ngàn là hơn cả. Phương ngôn Kinh Bắc đã từng khẳng định xứ Đông Ngàn qua tổng kết: rốt Đông Ngàn hơn người ngoan thiên hạ, hay tương vân cầu bầu Đông Lữ chữ Đông Ngàn. Bên cạnh những kỷ lục đó, vùng đất Kinh Bắc còn nổi tiếng với tứ gia vọng tộc, những gia tộc có nhiều người đỗ đạt cao làm vẻ vang cho dòng họ, đó là dòng họ Nguyễn Đăng ở làng Bỉu, dòng họ Nguyễn ở Vĩnh Kiều làng Viềng, dòng họ Nguyễn ở làng Kim Đôi, dòng họ Nguyễn ở làng Tam Sơn, dòng họ Nguyễn Đăng ở làng Bỉu. Dòng họ Nguyễn Đăng ở làng Bỉu, nay thuộc xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, là một dòng họ nổi tiếng về khoa bảng của vùng Kinh Bắc xưa, có mấy đời liền đều làm quan to đầu triều. Theo gia phả dòng họ thì từ năm 1443 đến năm 1918 có 91 người đỗ đạt, trong đó có 1 trạng nguyên, 1 thám hoa, 6 tiến sĩ, 7 giám sinh, 25 hiệu sinh, 2 tú tài, 5 thiếu khanh, tổng giáo và huyện thừa. Người dân nơi đây còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện về ông Nguyễn Đăng Cào, rồi trạng bịu Nguyễn Đăng Đạo. Nguyễn Đăng Đạo chính là vị lưỡng quốc trạng nguyên duy nhất trong sử Việt làm quan tới chức tể tướng. Sách Kinh Bắc Phong Thổ Ký Diễn Quốc Sự mô tả rằng: làng Bịu có đấng thám hoa, tiếng bay thượng quốc gần xa biết tài. Dòng họ Nguyễn ở Vĩnh Kiều làng Viềng. Dòng họ này qua 7 đời thì có đến 10 người đỗ tiến sĩ. Đây cũng là dòng họ đóng góp nhiều danh nhân khoa bảng. Trong hơn 300 năm kể từ năm 1529 đến cuối thế kỷ 19, họ Nguyễn làng Viềng đã có 100 tiến sĩ, cử nhân và tú tài. Người nổi tiếng của dòng họ Nguyễn ở Vĩnh Kiều phải kể tới danh thần Nguyễn Công Vọng. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí phần nhân vật Bắc Ninh Tỉnh Chí thời Hậu Lê ghi: Nguyễn Công Vọng, người xã Vĩnh Kiều, huyện Đông Ngàn, đỗ hội nguyên đồng tiến sĩ, đời Dương Hòa, làm đến đô ngự sử, tặng thượng thư bộ hộ, bàn luận sáng suốt, gặp việc phát ngôn không kiêng nể, là danh thần một thời. Sách Kinh Bắc Phong Thổ Ký Diễn Quốc Sự có mô tả về dòng họ này như sau: Vĩnh Kiều ấy bảng vàng rỡ rỡ, 12 tên ngựa ngựa xe xe. Họ Nguyễn làng Tam Sơn. Tam Sơn là đất Ba Gò, của trời Vô Tận, một kho nhân tài. Từ ngàn xưa, Tam Sơn nổi tiếng là vùng đất phát khoa bảng. Chỉ riêng hàng đại khoa tiến sĩ, xã Tam Sơn đã có 22 người, trong đó có 2 trạng nguyên, 1 bảng nhãn, 1 thám hoa, 5 nhị giáp tiến sĩ, 12 đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân và 1 phó bảng. Tam Sơn cũng là làng duy nhất có đủ tam khôi, trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa.
Nhắc đến họ Nguyễn Tam Sơn thì phải kể đến Tiết Nghĩa Đại Vương Nguyễn Tự Cường. Ông là bậc danh nho đỗ đạt, giúp chấn chỉnh kỷ cương triều đình khi rối loạn, tỏ rõ năng lực kinh luân, liều mình cứu nước lúc nguy nan, kiên cố một lòng sắt đá. Nguyễn Tự Cường, đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, hoàng giáp, khoa giáp tuất, niên hiệu Hồng Thuận 6, năm 1514, đời Lê Tương Dực. Ông làm quan đến chức hiến sát sứ. Mạc Đăng Dung chiếm ngôi nhà Lê, đời Lê Quang Thiệu. Ông giấy binh chống cự, thế không địch nổi, thua trận rồi bị bắt. Ông uống thuốc độc tự tử. Sau nhà Lê Trung Hưng biểu dương phong làm phúc thần. Tại Tam Sơn còn bia đá mang nội dung sắc phong thần, ca ngợi công đức của ông. Họ Nguyễn, làng Kim Đôi. Làng Kim Đôi cũng là vùng đất Khoa Bảng nổi tiếng đất Kinh Bắc. Làng có 25 tiến sĩ, trong đó họ Nguyễn có 18 tiến sĩ và họ Phạm có 7 tiến sĩ. Vào thời nhà Lê, làng Kim Đôi được phong là làng tiến sĩ. Họ Nguyễn trong làng có một gia đình lập kỷ lục, có 5 anh em ruột đỗ tiến sĩ khi chưa đầy 20 tuổi. Chỉ trong vòng 9 năm, từ năm 1466 đến năm 1475, đó là Nguyễn Nhân Tiếp, Nguyễn Nhân Bị, Nguyễn Nhân Phùng, tên ghi trong từ đường họ Nguyễn là Nhân Bồng, Nguyễn Nhân Dư, Nguyễn Nhân Đạt. Tất cả 5 người này đều đỗ tiến sĩ và làm quan to hàng đầu triều dưới thời vua Lê Thánh Tông. Cũng chính kỳ tích này đã mang về cho làng Kim Đôi 8 chữ Kim Đôi gia thế, chu tử mãn triều. Nghĩa là họ Nguyễn làng Kim Đôi áo đỏ áo tím đầy triều, do vua Lê Thánh Tông ban tặng. Tấm bia trong từ đường họ Nguyễn đến nay vẫn còn ghi lại: Thanh tiền chúng tuyển nhân gian thiểu, hoàng bảng thư danh bản mộc ta. Có nghĩa là ngày xưa nhà nghèo chỉ có tiền kém dì xanh mà đi thi đỗ đạt cao thật hiếm có trong nhân gian, nhưng được ghi tên bảng vàng thì họ ta có rất nhiều. Dòng họ Nguyễn Nhân vẫn lưu truyền câu chuyện về nguyên nhân khiến dòng họ nhiều người đỗ đạt làm quan to. Chuyện bắt đầu từ thời cụ bà Hoàng Thị Hay. Một lần cụ nhặt được chính vàng của người tàu bỏ rơi, liền cất cẩn thận. Mấy ngày sau phát hiện có người khóc lóc tìm kiếm của bị mất, thì cụ liền đưa vàng trả lại, đồng thời từ chối món quà cảm ơn. Người tàu về nước, một thời gian sau thì sang Việt Nam với một người thầy địa lý. Họ trả ơn cụ bằng cách tìm được đất tốt để cụ an táng mộ ông bà cha mẹ vào, nói rằng con cháu sau này nhất định sẽ được hưởng lộc. Thầy địa lý tìm hai khu đất quý, một là khu đất Phát Đế Vương nhưng chỉ được một đời, và một khu đất Công Khanh nhưng lại đường trường tồn. Bà Hay đã chọn mảnh đất thứ hai nhằm để con cháu được đời đời làm nên sự nghiệp. Bà đưa cha mẹ về chôn ở khu đất này. Từ đó dòng họ Nguyễn Nhân học giỏi và đều làm quan. Mảnh đất đó hiện nay thuộc xã Phao Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, và nay vẫn còn 3 ngôi mộ là mộ của cụ Hoàng Phụng Thế, ông nội cụ Hay, cụ Hoàng Chân Bảo, bố cụ Hay, và Nguyễn Nhân Tiếp, con trai cụ Hay. Theo tác giả Trần Hưng từ website Tri Thức VN, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo.